Hôm nay thằng heo về. Hôm nay là thứ bảy, thằng heo đã ra xe. Về 3 giờ thì nó tới chỗ bánh mì thằng Hương. Bây giờ nó kêu Hương chạy ra đó đón nó. Hương nói về không được đem heo quá mồm, về lắm mồm léo xéo tôi mệt lắm. Mà nó cũng vẫn về, đem theo cái mồm của nó về. Để nó nói lắm mồm. Chạy đi đón thằng heo. Sáng nay đi thủy xong rồi cái nói rằng là để em đọc mà hôm qua thì nói chị có muốn em đọc mấy bài thơ cho chị nghe không, khán giả làm thơ chị đâu 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 thơ. Xong cái là hôm qua thì Hương không hôm chưa có gom nó vô một chỗ, tối hôm qua Hương về Hương gom vô một chỗ đàng hoàng rồi, sáng nay xuống hỏi chị có muốn em đọc thơ. Thôi cũng có nghe đâu, đừng có đọc cái gì hết. Xong nói tào lao suốt buổi, kể chuyện gì đâu không mà nói tào lao, xong hồi nói bậy nó bậy ra, xong nói tào lao, nói xong hồi kiệt sức luôn, cái Hương chạy đi về để cho ngủ. Xong Hương đi về thì Hương lại để quên cái mồm computer lại, tại vì Hương đem cái computer lại để Hương đọc thơ chứ thơ của khán giả làm là Hương dồn hết một vô một cái file rồi, cái là Hương về Hương lại để quên cái computer lại. Cái xong cái lúc Hương chạy lên lại thì thấy đang ngồi. Xong cái Hương mới nói gọi y tá là hồi nãy tao để quên cái computer của tao. Cái nó nói là nó nói là của nó kêu tao cất vô tủ. Biết giữ của không, kêu của tôi đem cất vào tủ. Xong hỏi Hương cái computer là cái gì, tôi muốn một cái phone, cho tôi cái phone bây giờ tỉnh tỉnh rồi muốn gọi về nhà mà lại không biết số phone, không biết số phone. Xong cái bạn tôi muốn gọi gọi thì thôi mai Hương cũng đem vô cho anh cái phone của Hương xin á, cái phone đó. Hương xin được một cái phone á thì Hương đem vô cho Thủy, để cho Thủy gọi ai thì gọi. Chắc là cầm chơi thôi, nhìn thì không thấy đường mà cứ muốn đòi cái phone. Ở nhà Thương nó cũng có một cái phone, Thương cứ thấy cập cập rờ rờ hoài mà cứ biết số gì đâu mà gọi. Mà mai Hương đem vô cho cái phone coi thử làm sao. Xong cái đến lúc Hương nói là mai thằng Huỳnh nó vô nó làm, thằng Huỳnh là thằng nào, tại chị Đức là thằng Huỳnh, Huỳnh là thằng nào, cái thằng Andy. Ô cái thằng Andy thằng cờ chớn là người tàu gì luôn hết. Hôm nay tào lao lắm, nói tào lao nói từ đầu đến cuối luôn. Xong Hương nói bây giờ kể một chút chuyện cho khán giả nghe đi, chuyện gì xảy ra đầu tiên mà bị rớt xuống suối. Thì tôi bị ông vua với hoàng hậu ở trên trời đánh một cái rớt xuống suối. Sao có cuộc đời toàn là ông vua với hoàng hậu không ạ? À? Thằng theo hôm nay về. Rồi sáng Hương nói nó đi đường có cảnh đẹp thì quay phim này kia để Dương Hương gửi đi cho khán giả coi nhá, đẹp không chịu, em mệt lắm em phải ngủ. Tuần này em đi về nhưng mà em đi ở chơi mấy ngày tại vì không có việc gì làm, cho nên là Hương nghĩ là em đi sẽ ở chơi mấy ngày thì Hương sẽ đi phát cơm với em đi buổi sáng, mà đi thứ hai hoặc là thứ ba, tại vì 2 ngày đó không có ai phát thức ăn thì thôi đi vào ngày đó. Chừng nào mà không có Huỳnh, chừng nào mà không có ai hết Nhật mà đi khoảng chừng sáng. À chủ nhật thì Hương đi Capital trước, tại sát chủ nhật có thể là bên Tuli họ được phát đồ ăn cho nên họ chưa đói đâu, chủ nhật Hương đi phát. Nếu mà tuần sau nữa đó mà Hương đi phát chủ nhật thì Hương sẽ đi phát ở bên Capital trước, coi như 12 giờ Hương cá phát Capital khoảng 1 tiếng thì xong thì Hương qua Tuli. Không, 1 giờ Hương cá Capital, 1 giờ Hương xong, khoảng 2 giờ Hương qua Tuli, 2 giờ Hương phát, khoảng 4 giờ là xong bên Tuli. Tuần này sẽ nấu món bún thang. Chị Hương nói trời ơi, mày cho người ta ăn ngon mà người ta có ăn được hay không? Ông chồng của tao hơi lớn tuổi chút xíu là không có bao giờ mà còn tao còn cho ổng. Ôi trời ôi trời ôi trời ôi.
Con ăn phúc kìa, yêu đời đứng nhảy nhót kìa. Cái này không biết có nói chuyện được không đây. Bây giờ la rồi chửi rồi là thôi chết luôn á. Coi kìa, nhìn cái mặt thấy ớn quá. Lúc này lúc kia, lúc này không biết làm sao nữa. Nói chuyện rồi la ông sùng rồi nói những câu khó hiểu nữa. Anh hai, anh hai, anh hai làm gì á? Hả? Sao cái chân dữ nhèm vậy? Bây giờ nói chuyện được không? Nhìn cái mặt thấy ớn quá, thấy dữ quá. Dữ không? Ờ, thấy ghê. Nói vậy đâu. Bây giờ nói chuyện được không? Nói chuyện gì giờ? Hỏi thăm. Không có gì đâu. Ngồi xuống đây. Có gì đâu mà hỏi thăm. Ngồi xuống. Okay. Bữa nay không vui hay sao? Đâu có đâu. Cái chân dữ nhèm vậy? Tối ngủ ở đâu Phúc? Đâu có chỗ đâu, cũng lang bang vậy đó. Trời đất ơi. Đâu có chỗ ngủ. Chưa có. Nhưng mà cũng ngủ dưới suối hả? Rồi dùng dòng đây nè. Trời ơi, đâu có gặp. Dạ. Rồi thôi đi nha. Bữa khác chưa nha. Mới gặp anh Phúc đứng ngoài đường la, Hưng nhìn là Hưng sợ rồi. Hưng biết những lúc la lối chuối này chém kia đập đồ đập đàn là không có nói chuyện được, nhưng mà cũng xuống hỏi thăm ảnh. Lâu rồi không có thấy gặp, xong gặp ảnh bây giờ không á, nhưng mà thấy anh khó chịu. Thằng heo nói đúng, lúc nào anh khó chịu đừng có quay quay, tự nhiên anh bực mình. Bây giờ anh đang khó chịu. Đó, ngồi đó múa đó. Lấy một cái chanh trải ra đó nằm, mà cái chanh nó ướt chưa từng thấy. Trời ơi, những người mà còn biết đường mà làm cái chòi mà chui vơ ở thì coi như cũng còn khá. Những người như anh Phúc bây giờ không biết ở đâu lang thang, nhiều lúc nằm giữa rừng mẹ xong rồi đi lang thang. Có cái chanh đó, một cái chanh ướt nhèm ướt nhẹp luôn. Hai lần gặp anh Phúc rồi mà hai lần Hương đều không có nói chuyện, tại vì thấy anh rất là khó chịu. Anh đang coi như là khó chịu. Một lần thì thấy nằm ngủ ở cây xăng á, mà cái mặt thấy ghê lắm. Hôm nay thì đang thấy đứng múa, rất khó chịu ngồi đó múa, cho nên Hương tới gần vẫn thấy ghê lắm, chạy đi. Sợ. Thằng heo nói đúng, lúc nào anh đang khó chịu đừng có tới, đừng có quay phim nhé. Tự nhiên anh bực mình đó, làm cái động thái gì anh cũng bực mình á, cho nên thôi chạy xa cho rồi. Mà mình kia quá. Bây giờ đi đánh thằng heo. Những người mà họ vẫn sống, biết làm cái chòi cho mình để sống sáng đi tối về đúng cái chỗ, thì cũng coi như họ không có nhà, nhưng mà họ có cái chòi, có cái chỗ chui ra chui vô sáng đi tối về. Còn những người không biết gì luôn, đi lang thang rồi không biết về đâu, bà chỗ nào nằm chỗ đó, giống như anh Phúc vẫn thấy tội ghê vậy. Anh Phúc hồi xưa lúc hàng mới quay còn có cái chòi, bây giờ không có cái gì hết á, đi lang thang không à. Nhiều lúc họ không suy nghĩ được, họ tại họ truyền miên từ cái khói này qua cái khói kia liên tục ăn khói, cho nên là họ không có tỉnh. Chị Thủy hôm nay rất tỉnh, tuy là vẫn nói làm xàm nhưng mà biết muốn nhớ đến gia đình. Tôi muốn cái phone tôi gọi về gia đình mà tôi không biết cái số phone gia đình, không biết số phone mà vẫn đòi cho tôi cái phone để tôi gọi về gia đình. Hỏi làm sao biết số phone không biết. Thì mai anh cũng đem cho cái phone để được vui. Cũng biết là mình có gia đình, có cha mẹ, hay là không biết có cha mẹ không, nhưng mà cũng biết mình có gia đình. Không cha mẹ thì cũng phải có anh chị em gì đó muốn liên lạc với họ, mà không có biết gì hết á.
thằng heo nó đó, tới thằng Hương. Nhớ thằng Hương nằm đường Chu Ly mà sao đi không thấy vậy ta? Nè, thằng Hương nằm đường Chu Ly chứ gì nữa. Chơi. Đang xuống đồ sao chị không thấy em? Cái nào? Đây nè, chị thẳng qua đây, thẳng qua đây đi. Tại nó đứng chiếc xe chị nè. Mấy cái thùng đâu? Bây giờ phải chạy xe qua đó hả? Chạy xe. Mưa quá. Dưới đó cũng mưa hả? Mưa chứ đường về mưa, dưới đó mưa. Ờ, hôm nay mưa lắm. Cười đi. Cười cho nào loại cái cười gì kỳ vậy? Để chị kéo cười, cười sao giờ? Mấy thùng đồ đâu? Kìa. Cái thùng tả. Chị Hương nói ở dưới nhà, chị Hương có dư tả. Gửi về cho bố Hương một thùng. Trở về một thùng tả. Đây nè. Rồi, bỏ lên xe. Để anh đậu đây đi ra. Ừ. Đây. Thì làm quẹo nè. Ừ. Ồ, Thanh Hương nó ở này là nó đối diện với lại Coffee Lover. Em nói vậy là chị hiểu rồi. Trời ơi, chị chạy lăng quăng chị kiếm. Em nói Thanh Hương, chị đi kiếm Thanh Hương quá trời luôn. Đây hả? Ừ. Quảng cáo chấm hạnh Việt Nam nè, đem về chị Hương anh thử. Đó, có cây ở Nam Cali họ trồng được đủ thứ, có người còn trồng được cây vú sữa. Nhãn đồ này kia quá chừng. Nhãn nhiều lắm. Mai mốt mình dọn đi Nam Cali trồng cây cho đã. Thấy có người ta đem đi nhãn về đây đó, cái nhãn bự như vậy đó. Ừ. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt. Ừ, cái anh chưa thấy bao giờ lần đầu. Cái mận Việt Nam. Người ta trồng được rau vú sữa luôn. Ở dưới Nam Cali á. Mình thấy nhãn rồi này kia. Mình chào cô chú bác chưa? Hello, đi vào. Xin chào bà cô chú bác, anh chị em, bà cô chú bác, anh chị em khỏe không? Nay đang ở Bắc Cali. Bây giờ Việt Nam Cali, bây giờ là Bắc Cali. Bắc Cali đem về cho Hương mấy cái mận từ Nam Cali. Mận Việt Nam Bắc Cali, tại vì cái nước Mỹ nó vậy nè. Cái tế ban Cali nó dài thượt như vậy nè. Bắc Cali lạnh nhưng mà Nam Cali nóng, trồng được nhiều cây. Cây nhãn trồng ngon lành luôn. Nhãn bự như Việt Nam. Cây mận luôn, cây vú sữa, tùm lum hết á. Vú sữa với đó mắc quá à. Khoảng 8 trái 80 đồng. Thế hả? Dạ. 10 đồng trái. Mua mà thôi. 10 đồng tiếng Việt Nam là 250 ngàn. Một trái vú sữa, một trái thôi. Mua về không chị chửi anh, không chị chửi. Tươi luôn á. Thái đang còn lẻ luôn á. Đó, bán on sale rồi đó, on sale là với là mới hơn dọn nhà xuống Nam Cali hả, trồng đủ thứ cây hết. Đi Nam Cali nhà cũng mất rồi chị. Ừ. Rẻ hơn trên này mà. Yeah. Rẻ hơn ít. Nhà trên này 1 triệu thì nhà dưới đó khoảng 700. Đúng rồi. Chứ rẻ hơn được 1/3 anh em. Thứ hai mình đi phát cơm nha. Dạ, chị nấu thứ hai. Hai người đem điện đem về dẫn nó vô thăm chị Thủy. Ơ, đừng kêu cái thằng đó vô thăm tôi ghét nó. Thằng người tàu gì tùm lum hết á. Em người tàu hả? Hả? Em người tàu hả? Hả? Nghe chị Thủy nói vậy á, thằng em đi đó tôi ghét lắm. Đừng cho nó theo thăm tôi, nó người tàu gì á. Chắc em người tàu rồi. May là em không phải bị trắng là chị Thủy quýnh hết luôn. Anh bị ung thư sắp chết rồi. Vậy hả? Ừ, nó ở suối lâu rồi, nó bị ung thư. Ung thư nó bị thay máu hoài rồi kìa. Không đâu cần thay máu. Ờ, bị ung thư cũng bị kim mồ, nó bị kim mồ. Ờ, kim mồ không phải thay máu, nó là gọi là hóa trị. Tức là vô chemical vào trong người mình để giết mấy cái vi trùng ung thư. Nhưng cũng chết à? Có người sống nổi, có người họ mạnh, họ chịu nổi, họ sống nổi. Có nhiều người vô mấy cái đó không bị bật, có chịu nổi chứ. Đau đớn lắm nữa. Trời chứ thủy giờ ai ở rồi? Thì vẫn để không vậy á. Giờ em chạy ngang cho chị nhìn coi thử có ai ở không.
Hôm nay chị Thủy hỏi thăm cái chòi nữa. Hỏi gì? Có cái chòi của tôi giờ để đó. Không hỏi thì có người ở, có người ở là mộ sẽ tháng 1, tháng 2 phía xong. Không nghĩ là tháng 1 phía xong, cuối tháng 1 phía xong. Phải chắc bạn thấy đường rồi. Ừ. Thấy đường, chị không thấy đường lên, chị điên quá, chị mới vô, để cái phá cho cảnh sát bắt chị vô vậy đó. Cá chị có thể chiên, nấu canh chua. Thuốc bổ đi quá rồi người nó mặc rồi không muốn thử xem đi. Cái này muốn đi làm 6.000 tuần nữa chị ơi. Nói xe Hằng nè. Andy nó nói xe này xe chị Hằng, không biết phải không nữa. Chạy xuống rồi. Ui để chị đóng cửa lên. Okay. Mà cô chị gì đem cho chị Thủy. Nhưng mà chị Thủy đi nhà thương rồi. Phải xe này xe chị Hằng không? Số xe đúng không? Đúng rồi. Ok. Hằng hồi nó lấy xe đó xe chị Hằng. Đi xuống suối coi thử Hằng làm gì. Em chị đi bộ vòng chơi. Mấy cái chanh hồi muốn đem xuống cho bà mẹ. Hồi nãy chị gặp anh Phúc ở ngoài đường. Mà đang chị tới mà anh la hét dữ lắm. Ờ, tối ngày la hét à. Thôi cái lẽ đó không sao. Đẩy xác vô trong. Để thấy trước mắt đẩy vô, đẩy xác vô, chưa mở đẩy xác vô. Ừ. Ok, mai mốt chị về thì người ta đi. Mai mốt Thủy về thì người ta đi, coi thử gói gì á. Ờ, cái lồ rồi mà kêu Hùng muốn Hùng mở ra rồi. Ờ, cháu ông Hùng áo rồi ông nè. Để xác ở trong chút xíu thôi. Thôi đâu cần đấy. Để đó được rồi. Ông Hùng mở phải không? Thấy áo ông kìa, nồi niêu của ông kìa. Thôi thôi. Trời ơi. Ăn bằng rồi. Trời ơi, mưa dưới xuống thì ẩm u gì đó. Gà nó chơi với mèo luôn, thấy không? Ờ. Mèo nó cắn hả? Ấy chó, gà, mèo nó chơi chung nhau rồi đó. Ờ ha. Không có cắn nhau. Đi qua cho chị quay, không thấy bà thỏ. Toàn là mèo với gà không à. Thôi đi. Mưa rồi, thức lên. Cái cảnh suối nè, cảnh trời mưa, cảnh mưa, tuyệt vời quá. Mặt trời thấy trên trời mây không? Bị mưa đó. Ai đó? Ai trong đó? Đâu? Trời ơi! Cái hàng dưới đây vậy?
Trời ông ăn đi ông Cường đẹp trai quá vậy. Đi đâu rồi chị, đi đâu rồi? Thằng đi đâu? Mình nó nói đúng. Nó nhìn cái xe, nó nói xe này xe chị Hằng nè. Đang ở dưới suối à. Đâu phải chồng thủy hả? Chào trai. Chào nào. Chị kia đâu, bà Kim không thấy bà đó. Bà ở trong nhà thương, bà mổ mắt, bà ở đâu lấy đường. Bà mua rồi. Bà đứng tập linh, bà từ dưới hố tập linh lên đó. Ở đâu, chỗ nào? Bà nhảy vô hố, bà dính vô hố, bà anh cậu đứng á. Chỗ nào đâu? Là quá trời luôn, phụ bà nội đó. Bà mua rồi. Bà ra giữa đi nguyên cầm cây gai không phải bà ra không được. Em thấy, trời bà Kim á. Linh bà lên, đem bà lên. Ở cái lỗ nào sao chị không biết? Ở bà không biết, bà trà dưới dưới, bà ngồi bà hút thuốc không à, bà phê cho nằm rồi, bà lật đổ dữ luôn. Trời ơi. Ở dưới đó chết luôn á. Nó mới về, ở ngoài Bắc Kinh nó nói chị xe này xe chị Hằng nè, đi vô kiếm. Cho bà mẹ bạn đó. Cái gì nó nói gì? Chị đẹp quá, cho không chuyện trái được không? Thiện rồi nói cái gì? Chị đi đâu, chị đẹp quá vậy? Số ông thì nè. Tại vì bữa đó em đi chị kia nói trái quá trời. Ông Kinh ở đây, đây nè, ông Kinh ở trong góc này nè. Góc nào? Ông đâu người chở anh nuôi. Đuôi á. Biết ở tuyết đó. Đi vòng chơi vậy. Sao á? Đi về. Đi về. Đi vòng thôi. Ngồi nó rớt sọn dưới kìa, mới la nó. Vậy hả? Nó kiếm người một sọn bị rớt. Có gặp ông Alex không? Không. Ông đi đâu mất rồi hả? Kể đi, em muốn thấy nó. Thấy đau lòng. Thấy nó đau lòng chị. Thằng không thấy. Thằng thấy. Nói trốn luôn đi. Bữa đó em nói mày đi trốn thuốc mắt tao đi. Cũng cho tao thấy. Thấy đâu? Thấy tội nghiệp đâu thấy em ơi. Dần thiện cũng vậy trời, chỉ có ốm như con ma rồi. Nói ở đây ốm thôi. Đây thức đêm. Nhưng mà hiện nó muốn ở đây, cho nên nhìn nó mình không có đau lòng, nó vui lòng nó ở đây. Thằng Alex muốn ở nhà mà không chịu cai. Ai cho? Cho nên mình nhìn thấy nó đau lòng. Còn thì nó thích ở đây mà, ông khoái lắm. Giờ đem cái chăn xuống cho bà mẹ, bà mẹ bạn 90 già rồi. Rồi thành ra ông bác không có thôi, ông bác già rồi, ông bác đâu có lo được đâu, kệ nó đi. Rồi sao vậy? Chắc chị không có nhớ là bo chị già, chị muốn nói chuyện. Yeah. Thôi chị đi nha, đi vô cho bả cái chăn. Okay, bye. Bye Giang ơi. Đây là chị Thủy, ông Hùng muốn nói chị Thủy chui vô cái bụi lùm nào. Sao phê khói xong rồi té xuống lùm luôn. Vô té cái nút cái gì phải đi vô bóc cái đường nó té. Chắc không thấy đường rồi té, ông này nói bậy thiệt. Vô xong không thấy đường xong té xuống lùm luôn. Đi qua này nè, đi qua chỗ ông Thiện cho nó mau nè. Qua chị gặp cái Thôi chị thẳng đi. Đi cầu đi lên. Hôm bữa chị xuống chị cũng có đưa bà 20 rồi đó nha. Cái ống cống nó ra đây nè Hoàng. Hả? Năm ngoái chứ Xuân vẫn còn nằm đây, cho cái khoảng thời mưa ướt vẫn còn nằm đây cười ha hả. Em không nhớ chị Mỹ, chị muốn chị tự chị muốn đi vô vậy á thì mình sai chị không? Tự chị muốn nghĩ cho con mắt của chị, chứ đi vô thì rứt cho chị luôn, chị mình có ép chị. Nếu mà chị muốn chết thì mình không có thể nào ép người ta được. Bây giờ bị đó rồi mình đâu có đụng gì tới, cảnh sát nó tự nó bác sĩ nó tự nên nhốt vô. Tại giờ không quá đường, nguy hiểm rồi. Chị đi đâu đi xuống suối rồi. Không thấy đường mà cứ đi một mình thôi mà. Cái đẹp không? Cảnh trong suối nè. Ui cái cây trúc cây dừa gì bên đó cũng đẹp đi.
Hôm bữa chị đi phát đồ ăn, chị gặp con Malachi. Nó bảo nó là wife của Simon á. Cái chị nói ok gửi cho Simon tô phở. Cái bữa sau đi gặp ông Simon cho wife của ông tô ok gửi cho wife ông tô cháo. Suối trời mưa, cảnh suối nè, lúc trời mưa. Nó còn đắp được lá rồi đó. Quá trời. Lùm lá thì hết nữa. Ừ. Làm cái gì thấy mấy con chó gì sợ vậy? Chị không thích nó cắn chị. Chó mà người ta chỉ thì nó không cắn. Hôm dưới đây mưa nước cỏ nó lên xanh đẹp. Ừ. Cha, con thị nó treo chăn lần chứ. Này có cưa cắt thì cắt gì, cắt 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 gì. Mà nãy cho gì? Mình không? Vẫn là mình không? Có một em gái tên Loan cho. Ông Thiện, nhà ông Thiện, thằng đó ông đang ngủ mà hồi xoàn. Nãy quên cho dần những cái không? Thằng lấy cây nhà đó cũng được vậy. Ở dưới đây là chúng tôi nấu bánh tét vui, bánh kinh tét vui lắm chị, cắt mấy cây đã đấu rồi. Mấy trái này trái gì không biết nữa. Trái bông gòn á. Dạ. Rồi đi đây chứ nó mưa lớn rồi, đây không mưa hả? Đây đâu có mưa. Nam Cali mưa lớn hả? Dạ. Trên đây có mưa chút buổi trưa. Mới hả? Mới trò mới hả?
dơ ở đây nhiều không? Cái hàng không dơ. Nước cái chạy ra mòn mòn đây, có mưa nó cứ chạy với nó. Ừ. Đợi chị ơi, chó nó ra. Giờ mình ra lối nào? Giờ mình đi ra lối nào? Đó, nghe ra cầu nha. Lên cầu hả? Chứ không đi vòng ra lòn đường hồi nãy hả? Không, xe quá. Nãy giờ gặp chị quay rừng này à? Ừ. Chị quay rừng trời mưa đây à? Giống Việt Nam á. Nhìn nó âm u buồn lắm. Giống như quê Việt Nam á. Kinh này trong đã đi thẳng đường này vô đây nè. Đi lối nào ra? Đây nè. Kinh này đi xuống đuôi xuống dưới đây nữa nè. Vậy hả? Coi như ở giữa suối hả? Vậy Capitol cũng không gặp, Tuli cũng không gặp. Phải đi bộ sâu vô hả? Coi như là từ chỗ của Hồng Quốc đi tới chỗ anh nuôi sao? Dạ. Bằng từ đây tới chỗ anh nuôi không? Xe Hàn Quốc đi lấy xe đó.
lâu lắm, cho bà 20 rồi, cho bà 100 cũng hết rồi. Em mới đây cho bà bao nhiêu? 20. Cứ cho gì cho bà 100 cũng hết rồi, không cho ta hết rồi, uống cái bia vô cho ta hết như vậy thôi. Con đất này rất đẹp không? Ừ. Rất phụng quốc đất, đất như vậy không? Có thu lá phụng mà. Con lá cây này nó không rớt nha. Này là evergreen. Chừng nào mà nhìn cái cành còn cây mấy không? Mấy cây này người ta ở đây không? Tại mấy cây dầu dịch này nè, nó không có thông. Không có mũi. Nó không có sập. Không có mũi. Nó không có lẫy, dạ không có mũi là một chứ không có lẫy, lẫy. Ừ. Mà sao mấy mũi nó thử mấy cái cây này nó bung hết. Ừ. Mũi chim rồi có không tới gần mấy cây này. Đó chưa lá cây rất đẹp không? Đó rồi. Cũng hết đường nha. Bây giờ bắt đầu em thấy trên coi TV thấy chân gồ nó dọn hết. Đau xa nó hoài ghét ngoài chiếc suối đâu có cằn quét đâu. Ủa vậy hả? Chân gồ nó dọn hết rồi hả? Ừ, người ta sẽ kéo hết về đây bây giờ đó. Người ta kéo về đây đủ là nó kéo hết sạch sạch về đây á. Hello. Thấy nó clean up đau xa nè, chân gồ nè. Qua lúp bè nè. Ừ. Tụi mai mốt ở đây thì sẽ đông lắm á. Người nó sẽ tăng lên. Hình như chỗ đó 300 người đó bị đuổi á. Vậy hả? Làm gì đó. Đóng tới to hả? Homeless woman kia. Mưa. Đâu có mưa. Cái gì vậy? Bà giỏi. Ba cây đau khổ gì. Trời mưa chạy. Mưa. Đang đi suối cái gặp mưa. Lấy cá cho Hằng đi. Để nó lấy cá cho em nữa. Nó lấy cá cho em nữa. Cửa, đây chị đứng đây nè, mở đi.